Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn nóng điều hòa của xe Toyota Vios 2016. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Denso tại Thái Lan. Nguyên vật liệu chính để sản xuất ra dòng sản phẩm đó chính là hợp kim nhôm cao cấp. Anh em cùng nhìn sơ qua tổng thể sản phẩm nhé. Về sơ qua tổng thể thì cái thiết kế hai mặt bích được làm trên thân giản và quay vào phía trong. Đây là mặt bích đường phi này, đây mặt bích đường cao, đây là 4 chân. Chúng ta gài vào cái chỗ giá đỡ bắt cắt nước và dàn nóng. Lên cái đời phiên bản đời cao này thì một thiết kế rất là đặc biệt là từ Toyota, tất cả đời xe Merc, Audi, xe Nhật, xe Hàn, xe Pháp, xe Mỹ đều thiết kế là cái dòng phin lọc của nó sẽ là phin liền dàn. Đây, anh em cùng nhìn nhé, mặt trước của sản phẩm này. Đây, đây Korea Margin Thái Lan anh em nhé. Denso, đây là cái mã sản phẩm này. Đấy. Tất cả với cái dòng sản phẩm của Denso thì từ vỏ hộp, vỏ giấy lẫn đây anh em nhìn này, hàng xịn luôn, là nó đều phải có mã tiêu chuẩn, bởi vì đây là sản phẩm quốc tế chứ không phải riêng một quốc gia nào cả. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là dàn nóng điều hòa của xe Toyota Vios 2016 đến 2019. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.